nó phải lên nó kiềm qua này đó nè. Thì cái người liệt á, bây giờ mình để một cái miếng giấy, một tờ giấy thôi nha, để hai bàn tay vì muốn nâng này, nâng cái này cái nâng được mới năng liệt á, rồi cái này cái giấy này đẩy lên, do thằng này nó tạo cái khí bên này, tập lâu ngày chuyển động được. Thì tao đang chữa cái đó cho mấy người liệt á, thì cái, nó nói cho nó cái hại nữa. Còn cái mạch xung á, và cái mạch nhâm, cái xung tức là cái mạch ở trục giữa này, rồi cái mạng lưới cái mạch phía trước này, cái mạch đó là cung phụ nữ đang đẻ con đúng không, có bầu bầu phía trước mà ai có bầu sau lưng, có cái bụng sau lưng nào ấy kỳ không, bây giờ cái bụng mẹ bầu cái bụng phía trước chứ ai đeo bầu có, nếu mình đúng là tại sao trời nó sanh cái bầu sau lưng cho khỏi mất công á, cái lưng là đeo nó sướng hơn mà trời nó bắt cái chưa, do đó đàn bà có bầu á là phía trước nó nuôi máu, cái mạch năng lượng phía trước nó nuôi năng lượng trước loại nó nhâm mạch, mà cái nhâm mạch nó nuôi thì bắt đầu nó phình cái này ra, thì cái thằng xung tức là cái thằng níu vô là cái trục giữa này, nó níu cái cục bầu vô khỏi mẹ té ra trước á, mày thấy nó đi được đúng không, tức là cái nó có cái nó kéo ngược lại là cái đó là mạch xung nè, nó nói mạch trong mạch trục xung là ngầm mạch trục ở cái trục, giờ có cái bầu thì phải lấy cái bầu cột chứ cái trục con tôi tới rất mạng không đứng nhiên phải trục mạng, cái người bình thường có cục nặng trước thì thấy cái bà bầu phải đi nó ưỡn ra thì nó lấy cái trục giữa nó giữ cái bầu, thì cái này nó nói cái, do đó người bầu tập khí công gì nhâm khí xung, xung trong bát đạo cẩm là cái gì thức thứ sáu nghe không, rồi và nhâm để sẵn ở vào tập được ở đứng mà làm gì được đó phải tìm ra sao, thì bao bầu chỉ tập được 2 tháng này mấy thứ kia không được thấy không, còn không biết mà chỉ bẹ chết mẹ con ta, nó mới bầu 1 tháng mà đủ biết bầu khi nó có bầu thì nó chơi chiều đọc thức này nó đồng được xung mạch và nhâm mạch theo mà không nghiên cứu là mày chết. Thành nữ khi tập 8 bát đồng cẩm thì thức thứ mấy lợi cho nó biết rồi, 6 7 nữ thức thức 6 7 nó dạy lịch trình vậy đó. Rồi bây mà giờ ngoài tập hết với thức kia nhưng mà hai cái đó nó thích, nó đang nó là nữ nó tập cái 2 thức này để khi nó có bầu tập 2 thức này nhiều hơn để cho bầu nó mạnh con nó sanh dễ, mày không chỉ nó tập đều không được, khi bắt đầu bầu thì mấy thức kia không được tập, có bầu là không được tập đều 2 thức này thôi, tại 2 thức này là nuôi bầu sao, nó còn không có bầu thì tập bình thường, nhưng có bầu thì tập 2 thức này đúng rồi, vậy tao hỏi bây giờ nó học có đồng cảm bây giờ có bầu nó tập 8 thức hả bớt đi. Thành ra giống như người nó có chu kỳ kinh nguyệt thì nó có tập gì hay không thì nó phải biết chứ, nhưng phải có lý do khoa học nè đấy. Rồi cái thứ ba cái hệ thống cái mạch, nếu mà cái ống máu mạch mạch máu trong người mà nó lại bằng cái trục giữa là cái khí xung, khí xung giống như là cái gân gân cây chính thì nó nuôi mấy cái rễ thấy không, thì cái máu mày muốn mà điều hòa máu tức là máu lưu thông tốt là tập cái trục giữa, cái trục từ trên tức là giữa đầu xuyên xuống trên tới đít còn chẻ làm hai luôn, thành ra cái đó là cái bài gì đó, bài trục giữa là xung mạch mạch là thứ 6 thứ 6 thành ra mà thấy cái bài cử chuyển phải là lưu thông máu biết rồi ưỡn ra ưỡn xuống thì giống cái bài bắt đầu cẩm 6 không ra liền em thấy nè rồi nha, thầy thấy cái cuộc sống ưỡn tới ưỡn luôn nó rồi ra cái đó liên quan tới xung mạch, do đó cửu chuyển công pháp chính là bề ngoài của luyện xung mạch đó, giờ mới hiểu chứ không tao mày tại sao tao ưỡn nó quật nó mất lưu thông các không tốt, cửu chuyển công pháp là của mọi người khác của đạt đạt ma, mà đạt ma là có đó, sau đó cái thằng kế là thằng Trương Tam Phong nó từ cái đạt 12 kỳ kinh này nó nghĩ tới cục chạy cục chân tại sao cái này thằng khác cần nó mới nghĩ ra đủ, nó nghĩ tới cục chạy cục chân đâu, tại cái thằng cái ông Trương Tam Phong là cái thằng yếu ớt, cái tay không có sức chân không có sức rồi sao tập dịch kinh tay nó đè không nổi luôn yếu xịu à, nó nghĩ như nếu tập cục hai tay chụp nhau nó nghĩ là cái bài dịch thái cực, thái cực nó không cần tay chân nên là tức là thả lỏng hết,
còn dịch kinh kinh là hơi gồng đúng không, có hơi căng hơn, có thằng thấy 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 thầy Nguyễn nó không có gồng như vậy. Thầy khác thì là luyện kỳ kinh luôn. Kỳ kinh mà nó luyện cả 12 kinh mà ảo, nếu mà chụp qua hai tay cái tay là nó có cái tay ảo đâu. Tức là bây giờ mình học chuyện kinh thôi, mình cục tay á, cục tay chân hết mình tập thái cực quyền rồi mình là mình cứ uốn éo cái cuộc sống theo cái bài múa à. Là cái tay ảo ấy, nó vừa vừa trong người nó khỏe thì không, tức là bài thái cực là không có tay cái chân, nhưng mà tức là học, tức là nó là khí cuộc sống mà chính, nó là luyện nhâm nóc mà. Nhưng mà khi nó còn tay chân nó phun ra, nó phun ra thành ra là gọi khí thoát ra ngoài, thành ra cái thái cực quyền nó có, mình nhìn vô biết là cái bài đó là khí công thôi, nó có cái gì khác người ta. Cái khác đó là khí nó nằm trong bụng ta. Nhà võ cũng không có được, mày võ võ cỡ nào mày muốn thất quyền cũng không được nếu mày không luyện khí. Thằng võ võ cái nào mà không luyện khí công không bao giờ muốn thái cực, muốn kỳ lắm, cứng cứng như sao á. Bây giờ thằng thầy võ mà nói tới quyền thuộc là ngón múa đi, nó cứng cứng này cái tay mi nè, coi thằng cái sao này, còn cái thằng võ nó mở như nó cứng cứng. Thông tin mày múa mày ngón mà thấy cái cách múa của mày này, mình quay cái mình coi cái clip tao, ủa thật cái mày nó hơi cứng cứng. Ví dụ cái thức này, cái thức này dày cái mày tay mày nó hơi xè xè đây, thấy không? Hoặc là cái thức dày cái đầu tay nó hơi khùng khùng, thấy không? Còn rải gạo cái tay mày nó dày như chém vậy đó. Tao có chém đâu, mày làm như mày chặt ra chặt atomy mày chết mẹ rồi, cái này nó có chém. Cái người võ nó sẽ này chém rồi chặt, nó nghĩ là chém chặt đông chém phát phạt không à. Mà nó tự nhiên nó toát ra vậy, nó không có cái thương dương thần kia. Nó thái cực thì cái bạch này nó nhỏ nói là cái 6 cái kỳ kinh, 6, 8 kỳ kinh thì quyết thần nhâm độc nó quyết định, và nó nuôi luôn 6 cái kinh kia. Để cái thân đó, nó nói này này thấy không nè, cái 6 cái kỳ kinh còn lại với nó liên quan tới, nó thiệt liên quan tới 6 kỳ kinh, và nó tạo ra 6 cái nội tạng khác. Bởi vì trong người mình, mày thấy người mình có 5 tạng thôi. Bây giờ nó có những cái tạng khác là cái gì, những cái cục khác là cái gì, nào có cục khác là cái não là cái gì, đâu có dính trong nội tạng. Vì cái mấy cái còn lại thằng nào nuôi chứ. Bây giờ mình nói ngũ tạng là tim gan phải có 5 cái, còn cái não không dính vào nội tạng là cái gì. Nó nói nè, cái não là thằng kỳ kinh núi nè. Rồi cái hồi nãy mà tao nói mà là phía trước phía sau nó luôn cái tử cung, cái tử cung đâu có tên đâu trong ngũ hành, trong ngũ tạng đâu, cái tử cung nó không có tên gì hết. Ủa mày học ngũ nội tạng còn tử cung dục hả, nữ dục tử cung hoặc cái não dục luôn hả, thấy không? Thì nó nói cái não là có thằng đốc mạch nuôi, thằng dương duy âm duy nuôi, cái khí của hai cái kinh nó nuôi. Rồi cái tử cung là cái xung mạch và cái nhâm mạch nó nuôi, thấy không? Chứ nếu mà muốn tập nó phải hai cái khí này nuôi, chứ cái bài diệt cân kinh không nuôi đâu, nó cái năm tạng à. Mấy cái tử cung tập đâu, diệt kinh sao tập tử cung, nên nó dính được tử cung á. Rồi diệt kinh tập não đâu, không có. Vậy diệt kinh tập cái gì, nó lòi ra, thấy không? Thì cái lúc cái thằng cha này ông nói thằng Đạt Ma tập thiếu não, thằng Đạt Ma tập võ là ngu lắm, người đó không có não dốt, tức là hữu vọng vô mưu, tay chân thiệt mạnh nhưng mà cái não không có khôn. Hay vậy đó, tức là mày cương cái này thì mình yếu cái kia, mày khôn thì tay chân yếu. Mày thấy mấy thằng gọi công tử không có giỏi, tay chân là như công tử, nó yếu ớt lắm, không có giỏi vậy đó, lập chết liền. Còn cái thằng võ sư thì nó không khôn bằng cái thằng kia. Nó tự nhiên là trời nó đi hai cái hướng, thì nó nói cái tử cung là cái thằng muốn luyện tử cung phải luyện kinh xung và kỳ kinh xung và nhâm mạch, có chỗ luyện rồi. Chứ giờ mày nữ cái thầy thì kinh sao nó không dạy tử cung em nữa, gì nó kỳ quá, nó chết cha tao, nó chết cha ông, nó hỏi sao biết á. Vậy em luyện tử cung em sao chết gãi đầu, những cái não cái kỳ cái 12 thức dịch kinh có xài trong não á, rõ đây có bài này đấy. Rồi lúc cái hệ thống máu huyết chạy cái gì nuôi cái máu mà chạy sau cái hệ thống máu, cái ống máu á 12 cái mày thấy nó rọi to luôn, nó có nhiều cái lưới á, tức là nó giống như cái gân trong người mình, máu không trong đó, cái gì đều tập cái đó
mày thấy nó chỉ có năm tạng, còn cái mạch máu với cái rễ máu cái như nó cái nùi giống như là động mạch vành, động mạch rồi tĩnh mạch đó, một đống một nùi đó, thằng nào nuôi chứ. Đây nó nói nè, thằng mạch sung nuôi, thằng nó muốn cái những cái ống máu mà to nhỏ mà mạnh yếu là thằng luyện mạch sung là lưu tới máu huyết mà dính tới cụ chuyển công pháp. Dù cụ chuyển công pháp là của thằng Đạt Ma thì Đạt Ma vẫn cái đó thì giải thích, bởi vậy nó tách rời với dịch kinh, kinh những kinh đâu có lưu thông máu huyết. Thằng cửu chuyển là mạch sung nè, rồi nè còn thêm một cái mật túi mật mà là thức 11, 12 nó không có rõ lắm. Cái túi mật thật ra là kinh đới mạch nuôi, đới mạch là cái vòng tròn này, là cái nội xoay toàn thân á, với bài bắt quái mới chữa được, tức là cái sự chống mặt mình sắp đặt cái gì, tức mày đứng một chỗ mình xoay hồi mày té, mà mày đứng mình xoay tròn tự xung quanh mày coi mày chống cái, bởi vì nhiều thằng nó biểu chống cái ngón tay xuống vậy, tay tay chống xuống quay vòng quay lần nào mấy vòng mày té á, kẻ nó đồ họ té võ sư cũng té thầy hồi đứng lên nó ngủ nó ngã nghi đó. Cái mạch đó là cái gì chị? Cái mạch đó là cái sự choáng váng, cái khí choáng váng, khí choáng váng là không có cách nào trị. Mày lấy tập cái gì mày chống mặt, mày tập cái gì để hết chống mặt? Đới mạch, đới mạch thì dính tới bắt quá khí công. Thầy lấy thử không, bữa giờ tao ngoài bắt cái ông đó, ông nói thì thầy chỉ tôi bắt quái, mới đầu tôi xoay ba